Chết rồi. Sao đấy à? Chị để quên ví ở nhà rồi. Làm thế nào bây giờ? Ôi sao chị đoản đấy à? Chị đi chơi mà chị cũng quên ví nữa. Hay là em cho chị nợ đi Thùy Giang. Lần sau chị vào trong thành chị gặp em thì chị sẽ trả. Dạ không sao đâu ạ, lúc nào chị gặp em thì chị giả cho em cũng được. Thật á? Mà dạ. Tại sao em lại dễ dàng cho chị nợ như thế? Tại vì chắc em nghĩ chị là người tốt, chị không ăn quỳ tiền của ai đâu. Mà chỉ có 10.000 thôi chị. Với cả em thấy chị cũng hay vào đây chơi nên là em cũng yên tâm chị ạ. Kem gì đấy? Em có kem giảm kiện thôi chị ạ. À. Ồ thế à? Để chị xem nào. Ui, đây có kem sữa dừa. Kem vẫn còn mát nhỉ? Xanh ạ. Đây là sữa dừa, đây là đậu xanh đúng không? Đúng ạ. Thế thôi cho chị kem sữa dừa đi. Em sẽ chọn đi ạ. Ồ, em vẫn còn nguyên này à? Vâng ạ. Từ đấy đến giờ em chưa bán được cái que kem nào ạ. Chị mua ủng hộ em đi. Nhưng mà chị chỉ tính mỗi sữa dừa thôi. Em cứ lấy cho chị sữa dừa đi. Đây ạ. Mà bao nhiêu tiền em? 5.000 một cái thôi ạ. Hay là em mua đây đi. Tính hơn nếu mà chị ăn được nữa thì chị sẽ mua ủng hộ cho em nhé. Vâng ạ. Em đợi đây này, có khách đi qua em cũng bán luôn. Ừ. Mua đây cho mát. Hôm nay trong thành cũng đông mà không ai mua cho em nhỉ? Vâng ạ. Người ta chỉ đi tập thể dục chắc người ta không ăn được kem. Ừ, chắc thế đấy. Ừ, mát quá. Mà em có ăn không? Để chị mua tặng cho em một cái. Thôi ạ. Em đi bàn kem mà ăn của chị thì em ngại lắm. Thôi chị cứ ăn đi. Thôi không sao đâu, em ăn cùng chị cho vui. Chị mời em cũng được mà. Ừ, có được không ạ? Ừ. Thì em để lấy một cái. Em cũng thích ăn kem dừa lắm chị ạ. Sao chị không đi chơi cùng bạn mà đi một mình thế này ạ? À? Chị hẹn bạn chị rồi nhưng mà hôm nay bạn ấy bận nên chị phải ngồi một mình đấy em ạ. Thế ạ? À? Ừ. Em và chị. Ừ. À. Em đi bán kem thế này chắc vất vả lắm nhỉ? Không vất vả đâu chị, em để bán kem không vất vả đâu. Ừ. Thực ra em bán kem để phụ giúp bố mẹ ạ. Ui, em ngoan thế, mới bé tí thế này thôi mà đã biết làm phụ giúp bố mẹ rồi. Không sao đâu ạ, à, tại vì em cũng thích lạp xe nên là em vừa lạp xe vừa bán kem mà. Chào mắt. Mà hỏi chuyện em từ nãy giờ, chưa biết em tên gì nhỉ? Em tên gì ra? Có chị đây là Hồng Anh. Dạ. Mà sao em không bán kem khác mà em bán kem này? Tại vì kem này nó rẻ mà kem khác đắt nên là em nghĩ mọi người không mua. Nên là em chỉ bán kem rẻ thôi. Mà có ế thì em ăn cho đỡ phí chị ạ. Ừ, tại kem này cũng ngon mà. Chụp ảnh đẹp này, đây chị chụp ảnh cho. Vâng. Tạo dáng đi, tạo dáng đi. Ê, mà em đứng lên phía trên đi, chỗ này có vũng nước kìa. Vâng. Đứng hẳn lên trên bậc ấy, cho là đẹp. Vâng. Đứng lên bậc nữa kìa, đứng lên bậc nữa. Thế, đúng rồi. Tạo dáng nào. 2,
Để em chụp cho chị một kia luôn. Đã bằng tay đi. Rồi chị ơi. Đâu chị coi ảnh nào. Wow, đẹp quá. Công nhận trong này nhiều chỗ đẹp thật đấy. Vâng. Thế là hai cái kem bằng 10.000 đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ, chị lấy tiền ạ. Chị để quên ví ở nhà rồi. Làm thế nào bây giờ? Ôi sao chị đoán đấy à? Chị đi chơi mà chị cũng quên ví nữa. Tại vì lúc ấy chị lôi ra để chị kiểm tra xem, xong cuối cùng chị mang quên mang luôn ấy. Làm nào bây giờ? Hay là em cho chị nợ đi Thúy Giang. Lần sau chị vào trong thành chị gặp em thì chị sẽ trả. Dạ không sao đâu ạ. Lúc nào chị gặp em thì chị giả cho em cũng được. Thật á? Mà tại sao em lại dễ dàng cho chị nợ như thế? Tại vì chắc em nghĩ chị là người tốt, chị không ăn quỳ tiền của ai đâu. Mà chỉ có 10.000 thôi chị, với cả em thấy chị cũng hay vào đây chơi nên là em cũng yên tâm chị ạ. Cảm ơn Thúy Giang nhá. Cảm ơn chị ạ. Trả cho em. Vâng ạ. Em đi bán kế em đây. Em chào chị. Ơ, ông anh à. Anh chào chị Linh, chào chị Ngân. Hai chị đi chơi à? Ồ, hai chị đi đi chơi trong này một chút thôi. Em bán kem à? Vâng ạ, chị có mua kem không ạ? Cho chị xem có loại gì đi. Mà Hồng Anh ăn kem không? Chị mua luôn cho. Dạ, em vừa ăn rồi ạ. Thế à? Đây ạ. Em chỉ có kem dừa và kem đậu xanh thôi chị ơi. Đâu chị xem nào. Dạ. Dừa đậu xanh à? Linh ăn kem gì? Em ăn kem đậu xanh. Em nhỉ? Đây. Chị xin kem đậu xanh, chị cũng thích ăn đậu. Bao nhiêu tiền vậy em? 2 cây 10.000 ạ. Để chị trả cho. Thôi để em trả. Thôi để chị lớn rồi chị trả cho. Có làm thôi sao đâu. Thôi để em trả cho. Hay. Rồi rồi, bữa này em trả thì bữa sau chị trả nhá. Bữa sau chị nhớ mời em nhá. Ok luôn. Đây, trả em tiền này. Mà Hồng Anh, em ăn thêm kem đậu xanh đi. Chị lấy đây, kem đậu xanh ngon lắm á. Thôi chị ạ. Tại vì hôm nay em quên mang tiền. Em còn nợ của em ý 2 cây nữa ạ. 2 cây á? 2 cây là 10.000 đúng không? Thôi để chị trả cho. Bé con ơi vào đây, chị bảo. Dạ. Nãy em của chị nợ em 2 cây kem đúng không? Vâng ạ. Được rồi, để chị trả cho. Thôi để em trả luôn. Đây em. Xin ạ. Em cảm ơn chị ạ. Thế là chị hết nợ em rồi ạ. Đấy. Chị hết nợ em, chị hết nợ chị. Hai chị ăn kem nha, em đi bán kem trước đây. Chúc em bán hàng, đắt hàng nha. Bye bye. Mai chị gặp em, chị mua tiếp nhá. Ok luôn. Em bạn ý nha. Nha. Kem đậu xanh này. Ngon không? Dạ thôi ạ. Em vừa ăn một cây. Đậu xanh thơm lắm luôn ấy. Mà em bảo ăn một cây sao em lại nợ 2 cây? Dạ tại em ăn một cây mà em mời em bị một cây nữa. Trời giời ơi, hậu đậu quá. Đi đâu lần sau nhớ phải mang ví nghe chưa? Tại em đoảng quá, em nghĩ em đút vào túi rồi. Cả em sợ bạn em phải đợi ở ngoài. Thôi, lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa? Dạ vâng ạ, em cảm ơn hai chị nhá. Mà em bé vừa nãy dễ thương phết nhở. Con bé bán kem ở đây chị mới thấy lần đầu đấy. Em ấy bảo là em ấy đi được mấy hôm rồi chị ạ. Em ấy khổ lắm, phải đi bán kem phụ giúp bố mẹ rồi. Bé con thế mà giỏi phết đấy chứ. Đúng rồi chị ạ. Mà kem đậu xanh của bé con này bán ngon hết nhỉ. Đúng là kem ngon thật đấy chị ạ. Hay Hồng Anh ăn thử của chị không? Dạ thôi ạ, lúc em ăn cũng hết cả răng rồi. Thế à? Ai à? Em vẫn đang rảnh rỗi đúng không? Thế vâng thì đi chơi cùng bọn chị luôn đi. Đi. Vâng, đi. Đi thôi.